Anh ơi, em muốn livestream bán hàng trên TikTok Shop mà chưa biết bắt đầu từ đâu anh chị em với. Để mà mình livestream bán đặt hàng trên cái nền tảng về TikTok, cái bước đầu tiên mà em cần chuẩn bị cho anh đấy là gì? Mình phải xây dựng kênh TikTok. Xây dựng kênh TikTok thì mình cần phải làm video. Cái thời gian đầu tiên ấy thì em nên tập trung cho anh những cái video như nào? Mình tập trung làm những dạng video đây là hướng dẫn sử dụng sản phẩm, những dạng video chia sẻ về mẹo hoàn toàn miễn phí để giúp cho mọi người xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình đã. Và bên cạnh đấy, nếu mà không thì mình có thể làm dạng video câu chuyện chia sẻ về cái trải nghiệm sử dụng sản phẩm của mình để mình xây dựng thương hiệu cá nhân, mình xây dựng cái kênh TikTok của mình đã, được chưa nhỉ? Và tránh là chính cái trường hợp là có rất là nhiều những cái bạn mà xây dựng kênh TikTok ngày hôm nay mình đang về gia đình, cuộc sống, con cái, hay là mình đưa những cái ảnh linh tinh về sản phẩm của mình lên, là cái kênh TikTok đấy mình livestream rất là khó để lên được, chưa nhỉ? Đấy, thì phải xây dựng cái kênh TikTok trước. Và yếu tố quan trọng khi mà anh chị em xây dựng kênh TikTok là để giúp cho mình tự tin trong kính. Bây giờ anh chị em hình dung như này, cái video 1 phút đến 2 phút mình nói còn chưa xong thì làm sao để mình có thể làm sao mình có thể livestream 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng được, đúng chưa nhỉ? Đấy, nên là cái bước đầu tiên mà để giúp cho anh chị em livestream đấy là mình xây dựng kênh TikTok, mình làm video ngắn trước đã, mình làm khoảng tầm 5 đến 7 video cho nó quen cái việc mình tự tin, mình đứng trong kính mình nói đi, hay là mình giới thiệu sản phẩm cho nó ngon lành cành đào đi đã, thì lúc đấy bắt đầu mình lên livestream đấy nhỉ. Cái bước thứ hai đấy là gì? Là anh chị em cần phải tạo TikTok lên. Mình vào trong cái điện thoại mình, lên trên cái phần trang ứng dụng, mình tải ứng dụng TikTok Seller về, mình tạo TikTok Shop, mình dùng cái căn cước công dân để đăng ký được TikTok Shop rồi, đúng nhỉ? Và khi mà mình tạo xong TikTok Shop ấy, mình liên kết TikTok Shop với kênh TikTok là nó sẽ mở luôn cái tính năng livestream rồi. Đấy. Nhưng mà yếu tố để mà livestream bán được hàng ấy thì anh chị em cần phải chú ý cho mình cái điểm đấy là, thứ nhất là hình ảnh sản phẩm nó phải đẹp. Thì mình nên có một cái ứng dụng Canva, anh chị em tải thêm ứng dụng Canva về, mình làm cái hình ảnh sản phẩm cho nó đẹp lên, cho nó thu hút lên. Đấy. Cái thứ hai là mình nên đăng ký cái chương trình hỗ trợ vận chuyển trên TikTok Shop, bởi vì là cái phí vận chuyển ở trên TikTok Shop nó cao. Anh chị em muốn bán đặt hàng qua livestream thì mình cần phải làm sao? Đăng ký cái chương trình hỗ trợ vận chuyển đấy này. Và bên cạnh đấy thì mình cần phải tạo ra những ưu đãi chớp nhoáng cho sản phẩm của mình. Thì video trong kênh TikTok của mình đã có những video hướng dẫn về gì? Về tạo cái ưu đãi chớp nhoáng, về đăng ký chương trình hỗ trợ vận chuyển, về hướng dẫn thiết kế hình ảnh sản phẩm trên Canva rồi. Thì em cứ vào trực tiếp trong cái kênh TikTok của anh ấy, follow xong vào trong đó xem những video hướng dẫn đấy là ok nhá. Ok chưa nhỉ?